Vâng, xin chào các bác đến kênh Kim Xe Đạp. Và nay em sẽ giới thiệu các bác một dòng touring có giảm xóc Gian XCR 3500 mới nhất về tại cửa hàng em. Đã rất lâu rồi em mới về một chiếc dòng touring có giảm xóc của hãng Gian. Dòng này rất là đa dụng đấy nhá, giúp các bác đi những đường phố hoặc là đường đồi núi, đường xấu đều được vì có giảm xóc. Giờ sẽ đi vào đánh giá chi tiết xe. Vâng, chiếc xe có tông màu là xanh đen. Đây là mẫu Gian XCR 3500, em đã review rất nhiều trên kênh của em rồi. Rất nhiều bác hỏi về hãng, về dòng touring có giảm xóc của hãng Gian. Em về một chiếc. Hình thức cũng còn rất là tốt các bác nhé. Em sẽ lướt qua chiếc sơn của xe. Có thể lên Google để tìm kiếm và search về mẫu xe này. Hình thức còn rất tốt các bác nhé, rất ít vết xước. Cọc yên của Gian, chữ Gian các bác nhé, đã qua sử dụng nên là đây có thể thấy yên còn khá là ok. Nói về Gian thì không bỏ bỏ qua công nghệ nhôm alloy. Đây một hãng làm công nghệ nhôm nổi tiếng thế giới cho bộ khung của Gian siêu nhẹ và bền. Củ đề của Simula Sera các bác nhé. Vành nguyên cặp của Gian, may ơi của Gian luôn các bác nhé. Đấy, các bác có thể thấy zin zin theo xe. Bộ lốp gai của Touring tầm 700 x 35 cm giúp các bác đi đường xấu tốt hơn so với dòng Touring thông thường, kết hợp với giảm xóc trước. Đây là sóc trước thôi nhé, có khóa sóc cho các bác ở đi đường phố, khóa thì khóa sóc vào, đường xấu thì mở sóc ra đỡ đau tay. Giảm sóc của Gian luôn và dây âm sườn, xe cao cấp của Gian thì được trang bị dây âm sườn. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano, gạt đĩa của Shimano Alivio. Và xe có size S thôi nhé, size S của hãng Gian là tương đương với từ 1m6 đến 1m73 có thể đi vừa. Lát em sẽ đo chiều cao đứng và hông ngang của xe. Vâng, phía bên trên đây thì ghi đông cổ phốt nguyên zin của hãng Gian, nguyên bản theo xe. Tay nắm của Gian, có thể thấy tay nắm của Gian. Và xe được trang bị bộ tay bấm xả của Shimano Alivio 9 tốc độ bên lít và 3 tốc độ bên đĩa, cho xe 27 tốc độ, bộ phanh dầu thủy lực của Shimano. Tay nắm sừng trâu của Gian luôn. Đó, xe nào về mà có tay đóng sừng trâu với anh em để nguyên. Đấy, cái này là nguyên bản của hãng Gian các bác nhé, có thể cầm ở đây để đi. Đây phanh dầu thủy lực, phanh cao cấp, được xe đi vào đo chiều cao không đứng của xe. Và bây giờ sẽ đo chiều cao khung đứng là 43, ngang là 52 các bác nhé. Của các bác từ 1m6 đến 1m73 đi vừa chiếc xe này. Chúng tôi vào đánh giá chuyển động.
Xe được trang bị 9 tầng lip. Lên lip. Củ đề của siêu loa xe ra. Đúng lip. Rất tốt. Cái tay phải bộ đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Vâng, chuyển động rất là tốt. Vâng, và vừa giới thiệu trong chiếc xe Gian XCR3500, một dòng touring có giảm sóc mới nhất về tại cửa em. Chiếc xe được bán tại cửa em mức giá là 8.800.000, miễn phí ship toàn quốc đối với những bác chuyển hết tiền và bảo hành 1 năm. Các bác quan tâm nhắn tin Zalo 0975 70993 để xem những hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi Kênh Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo mới nhất về những chiếc xe đẹp có tại cửa em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.